cắm vào tẩu trên xe ô tô, và cắm vào là xong. Khi mà chúng ta mới vừa cắm vào lỗ tẩu thì cái đèn màu xanh này sẽ chớp nháy. Bây giờ chúng ta bật lên nè. Ở bên hông này nó có hai phần G, nhưng mà chúng ta chỉ bật được bên thôi. Nhấn vào một cái là đèn xanh đứng, có nghĩa là đang ở chế độ nhiệt độ thấp nhất so với ba chế độ của cái tẩu này, là tầm cỡ 180. Sau đó chúng ta nhấn một cái nữa ra chế độ đèn vàng là ở giữa, là tầm 200. Nhưng mà khi mới dùng trầm mới thì chúng ta nên dùng 180 thôi là đủ rồi. Dùng một thời gian tầm cỡ 1-2 ngày thì lúc đó chúng ta bật qua chế độ đèn vàng. Rồi tiếp tục, sau khi chúng ta dùng 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày gì đó thì chúng ta bật qua cái chế độ là đèn đỏ để nó làm nóng hết tất cả những cái tinh dầu.